Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Dương Dê. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành là đánh giá camera giữa hai chiếc máy, đó chính là Oppo Find X7 Ultra và Xiaomi 14 Ultra các bạn nhé. Đây là hai đối thủ mà đang cạnh tranh cực kỳ sừng sỏ với nhau luôn trong cái thế giới smartphone Android này về mặt camera. Trước khi đi vào chi tiết video thì mình cũng xin cảm ơn Điện Thoại Hay đã hỗ trợ cho mình chiếc Xiaomi 14 Ultra để thực hiện video. Mọi thông tin chi tiết các bạn cứ kích vào đường link phía dưới mô tả video để tham khảo nhé. Điện Thoại Hay là một trong những đơn vị mà đang bán cái chiếc Xiaomi 14 Ultra với mức giá là cực kỳ tốt đấy. Với bức ảnh đầu tiên sẽ là bức ảnh góc rộng trong điều kiện đầy đủ sáng. Về mặt tổng thể thì cả hai chiếc máy này nó đều cho ra một cái chất lượng rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì ảnh ở bên Oppo Find X7 Ultra thì nó sẽ sáng hơn một tí xíu các bạn nhé. Còn chi tiết khi zoom lên ấy thì Xiaomi 14 Ultra lại nhỉnh hơn, vì cơ bản là Xiaomi 14 Ultra là nó sẽ giữ noi khá là nhiều. Sang đến điều kiện 1x thì lần này mình lại thấy là bức ảnh trên cái chiếc Oppo Find X7 Ultra nó sẽ có một cái mức độ bão hòa cao hơn. Tuy nhiên nói về cái mức độ tương phản ấy thì bên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra nó sẽ nhỉnh hơn. Và cái cách xử lý về mặt chi tiết nó cũng giống tương tự như thế. Bên Oppo Find X7 Ultra thì khử noi rất là mịn màng và sạch sẽ, trong khi là Xiaomi 14 Ultra nó sẽ giữ lại noi khá nhiều để mà nó tăng chi tiết. Thì điều này là phải đánh đổi thôi. Và xét về mặt tổng thể thì cả hai bức ảnh này cũng không có gì để mà phàn nàn cả. Nhưng nếu để ý kỹ thì màu đỏ bên cái chiếc Oppo Find X7 Ultra nó đã chuyển sang dần màu hồng rồi, chứ nó sẽ không có kiểu hơi hướng đỏ cam thực tế như là bên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra. Sang đến điều kiện 2x thì về cái độ bão hòa thì trên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra nó lại là nhỉnh hơn. Ảnh bên Xiaomi 14 Ultra nó vẫn sẽ giữ lại noi khá nhiều để mà nó giúp có một cái chi tiết nó nét hơn, trong khi là Oppo thì nó sẽ khử noi rất là sạch sẽ. Tuy nhiên thì để ý ở những cái vùng tán cây các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái sự sai lệch màu sắc. Sang đến điều kiện 3x thì cả hai con máy này đều có phần cứng để hỗ trợ. Màu sắc bên Xiaomi 14 Ultra thì trông nó có vẻ là lạnh lẽo và mình không thích cái kiểu màu này lắm. Màu đỏ cả hai con này thì lên rất là tốt, chuẩn màu, không có bị hồng hay là cam. Sang đến điều kiện là tele 5x của 14 Ultra và 6x của X7 Ultra ấy, thì cơ bản là mình thấy chi tiết về mặt tổng thể thì cả hai con này nó đều tốt cả. Tuy nhiên thì ảnh bên Xiaomi 14 Ultra thì nó sẽ hơi tối hơn, độ tương phản nó cao hơn. Còn với X7 Ultra thì nó hơi sáng và giống như là nó đang có một cái lớp sương mờ vậy. Chi tiết khi zoom lên thì mình thấy là trên Oppo Find X7 Ultra nó sẽ nét hơn một tí xíu nhé. Còn về noi thì trong điều kiện này mình thấy là cả hai nó đều xem nhau. Oppo không có khử noi tốt hơn như là trên những cái cảm biến trước. Còn khi mà zoom lên 10x thì chúng ta có thể thấy luôn là ảnh bên Xiaomi 14 Ultra nó nét hơn. Đấy, nhìn nó đã mắt hơn so với lại Oppo Find X7 Ultra rồi. Và ở những vùng tối thì Xiaomi 14 Ultra cũng khử noi tốt hơn so với lại Oppo Find X7 Ultra. Sang đến 30x thì mình thấy là tổng thể về mặt chi tiết của Xiaomi 14 Ultra nó vẫn sẽ là tốt hơn so với X7 Ultra, chúng ta có thể thấy. Còn về màu sắc thì Xiaomi 14 Ultra nó sẽ hơi sai lệch một tí ở cái phần màu đỏ đây. Dù sao thì cũng là zoom số cho nên là cũng khó mà có thể tránh khỏi được cái việc là nó bị sai lệch. 60x thì thực ra là đến lúc này thì cả hai con nó đều gọi là không có cái sự chuẩn xác về màu nữa rồi. Màu bên 14 Ultra thì nó rực quá, còn đối với lại màu của bên X7 Ultra thì nó lại kiểu nó tối quá, nó thẳm quá. Nhưng còn về chi tiết thì Xiaomi 14 Ultra vẫn sẽ nhỉnh hơn một tí. Còn khi mà sang 120x thì lần này nói về độ chuẩn màu nhá, thì Oppo Find X7 Ultra sẽ chuẩn màu hơn so với thực tế. Dòng chữ này là thực tế nó không phải là màu đỏ các bạn nhé, nó hơi thiên hướng là vàng cam. Tuy nhiên thì nói về chi tiết thì Xiaomi 14 Ultra nó sẽ nét hơn và noi nhiều hơn. Còn về số phong trong điều kiện đầy đủ sáng, nếu mà xét về màu da thì mình sẽ thích Oppo Find X7 Ultra hơn. Màu da là nó hơi vàng vàng, nó tự nhiên hơn so với lại cái việc mà nó hơi thiên hướng là kiểu bị trắng, xám như là trên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra. Về khoảng tách nền thì nói chung là cả hai con đều làm rất tốt, cũng không có gì để mà phải chê cả. Nhưng còn về bokeh ở phía sau thì Xiaomi 14 Ultra nó lên là rõ hơn. Làn da được tái tạo trên cả hai chiếc máy này thì nó cũng đều được làm rất là tốt, loại bỏ đi hết khuyết điểm, lên một cách rất tự nhiên và mịn màng. Các bạn cũng có thể thấy là khuôn mặt trên Oppo Find X7 Ultra ấy, nó làm sáng hơn, nhìn nó đã hơn so với lại Xiaomi 14 Ultra. Nó cứ kiểu bị tối tối và trông có vẻ là hơi kinh dị. Sang đến với 3X ngược sáng ấy, thì lần này mình lại thấy là Xiaomi 14 Ultra nó sẽ cho ra cái chất lượng nhỉnh hơn một tí. Rất may là trong cái trường hợp này nó không có bị cháy sáng background phía sau các bạn nha. Thường là Xiaomi 14 Ultra rất hay cái kiểu là bị cháy sáng ở background phía sau khi mà chụp ngược sáng, trong khi là bên cái chiếc Oppo Find X7 Ultra thì chủ thể nó hơi bị tối. Nhưng về mặt làn da của chủ thể thì Oppo Find X7 Ultra nó tái tạo lại tự nhiên hơn các bạn nha. Wow, khi zoom lên các bạn sẽ thấy là lỗ chân lông rồi nếp nhăn một vài chỗ nó làm cực kỳ là tự nhiên luôn. Sang đến cái điều kiện là 5x 6x ngược sáng ấy thì
da ở trên Xiaomi 4 Ultra lần này nó bị đỏ quá, nó không có thật sự là tự nhiên, trong khi là Oppo Find 7 Ultra thì nó sẽ cho ra một cái màu da nó tự nhiên hơn. Và background phía sau của Xiaomi 4 Ultra thì cũng hơi cháy sáng nhẹ nữa. Sang đến điều kiện 3X xóa phông ngược sáng thì lần này chúng ta có thể thấy là hiện tượng bị cháy sáng của cái chiếc Xiaomi 14 Ultra nó bị đẩy sáng lên rất là nhiều luôn. Đấy, tổng thể thì nhìn với anh này mình thấy là nó hơi bị khó chịu các bạn nhé. Còn với Oppo mặc dù là chủ thể có phần là hơi tối nhưng mà nhìn nó vẫn là dễ chịu và nó hợp mắt hơn. Và cũng chính vì việc mà đẩy sáng lên quá đà đã khiến cho cái chủ thể mặc áo màu trắng ở đây không còn tách bạch so với phần nền nữa, trong khi Oppo Find 7 Ultra vẫn cân bằng được. Và làn da thì mình thấy là mặc dù là Oppo Find 7 Ultra có hơi ám đỏ nhưng mà nhìn nó vẫn là hợp lý hơn, nó dễ chịu hơn. Sang đến điều kiện là siêu thiếu sáng trên camera góc rộng ấy thì mình thấy là cả hai con này nó đều cho ra một cái thời gian xử lý rất là nhanh. Oppo Find 7 Ultra thì nó sẽ chậm hơn từ khoảng là 0.5 đến 1 giây một tí xíu thôi. Nói chung là không quá là đáng kể. Đấy, thì mình thấy là chi tiết của Oppo Find 7 Ultra nó sẽ nét hơn một tí so với lại Xiaomi 14 Ultra. Còn về khả năng xử lý dương sáng thì cả hai con này là xem nhau, chênh lệch không quá là đáng kể. Còn với một ít thiếu sáng như thế này thì mình thấy là cái việc mà xử lý dương sáng trên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra trông nó không tự nhiên lắm các bạn nhé. Nó kiểu nó giống như là có hình cánh hoa ấy, mình không thích ở những cái vùng tỏa này lắm. Nhìn bên cái chiếc Oppo Find 7 Ultra thì nó sẽ dễ chịu và nó tự nhiên hơn. Và chi tiết khi zoom lên thì bên Xiaomi 14 Ultra nó sẽ có hiện tượng bị vỡ. Và tổng thể thì màu của bên Xiaomi 14 Ultra nó cũng sẽ hơi thiên hướng là đậm hơn, kiểu nó là kiểu vàng đỏ rồi, cho nó sẽ không kiểu vàng cam nhẹ nhàng tự nhiên như là trên cái chiếc Oppo Find 7 Ultra. Và cùng với một cái cách xử lý như thế thì zoom số 2X trong cái điều kiện thiếu sáng này, Oppo Find 7 Ultra nó cũng sẽ nhỉnh hơn về mặt chi tiết các bạn nhé. Tương tự như thế thì 3X bên Oppo Find 7 Ultra nó cũng sẽ nét hơn. Cảm giác là Xiaomi ưu tiên về cái khoảng thời gian xử lý hơn là về mặt chất lượng chi tiết. Đấy, cho nên là cái khoảng này thì Oppo nó vẫn sẽ nhỉnh hơn rồi. Sang đến điều kiện 5X hoặc 6X trên hai con này thì không hiểu sao các bạn nhé. Không hiểu sao Oppo Find 7 Ultra nó lại mờ như thế. Mình có thử chụp đi chụp lại rất nhiều lần rồi nhưng mà nó vẫn cho ra một cái kết quả tương tự như thế. Và ở đây thì mình chụp bằng tripod cho nên sẽ không có hiện tượng bị rung tay đâu. Thì đây cũng là một điểm mà các bạn cần phải cân nhắc. Chất lượng thì cái khoảng chênh lệch này nó quá là rõ ràng rồi. Hiện tại thì mình đang tiến hành là test khả năng quay video trên hai chiếc máy Oppo Find 7 Ultra cũng như là Xiaomi 14 Ultra trong cái điều kiện là đi bình thường như thế này. Mình đang quay với cái độ phân giải là 4K 30 frame, cũng có rất nhiều các cái tập âm xung quanh đấy, thì để xem rằng là cái khả năng thu âm trên cả hai chiếc máy này nó như thế nào nhé. Và bây giờ thì mình đang tiến hành là test ở trong một cái điều kiện nó cực kỳ thiếu sáng như thế này để mà chúng ta có thể là nhìn thấy được cái sự khác biệt giữa cả hai chiếc máy Oppo Find 7 Ultra cũng như là Xiaomi 14 Ultra. Và khi quay video trong điều kiện đủ sáng thì mình thấy là chất lượng của cả hai con này nó cũng xem nhau các bạn, không có sự khác biệt quá nhiều. Chỉ là khác biệt ở đây chúng ta có thể thấy rõ là độ tương phản bên cái chiếc Xiaomi 14 Ultra ấy, nó sẽ nhiều hơn, nó cao hơn. Và trong tổng thể video nó sẽ có chiều sâu hơn khi mà so sánh với lại Oppo Find 7 Ultra thôi. Còn với điều kiện ngược sáng thì mình thấy rằng là đấy, nó cũng giống nhau, xem nhau, không có sự khác biệt gì lắm giữa cả hai con này về mức độ chống rung, chi tiết. Nói chung là về khoảng quay video, nếu như mà hai con so sánh trực tiếp thì không có cái sự khác biệt gì. Đều là sử dụng cái chống rung quang học cho nên thành ra là trong cái điều kiện thiếu sáng như thế này nó sẽ có hiện tượng bóng ma mờ mờ nhòe nhòe. Chứ nó sẽ không giống như là chống rung bằng cảm biến trên iPhone 15 Pro Max. Nó sẽ xử lý là kiểu nó mượt mà và nó ít những cái điểm mà mờ nhòe hơn. Đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Giữa cả hai chiếc máy này thì nhìn chung là cái chất lượng của nó thực tế cho ra mình thấy là nó không có đồng đều. Đấy. Và nó sẽ có lúc này lúc kia. Cho nên là thành ra là khi mà các bạn chụp trên những cái chiếc máy Android như thế này thì chúng ta phải chụp đi chụp lại nhiều lần. Rồi, còn các bạn nghĩ sao về cả hai chiếc máy này? Nếu như là các bạn thì các bạn sẽ lựa chọn camera trên chiếc máy nào? Xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.